năm mười mấy sáu giờ khách đến ủng hộ bánh xèo Nhí cũng lai gai liêu ghiêu. Hello bà nội. Ai khách mua mang quà nè các bạn. Hello con gái, hello ông nội, hello thím ba. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang địa chỉ 21 Tân Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 các bạn. À, đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình Hà Anh. Giờ này là hơn 6 giờ chút xíu rồi các bạn. Bánh xèo này là 35k một cái các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. Chở con kia bà nội đi vô kìa. Tôi muốn đá về nhà mà nội làm cho cái có đá về nhà. Cây biệt thự luôn á. Bà nội ghẹo. Chuẩn bị lên 5 chảo nha các bạn. Bên trong là khách cũng được 5, 6, 7 bàn gì rồi. Bánh xèo đi. À, chú gì chào con. Ông ba cô chú trong và ngoài nước chào con nha. Ủa giờ này mới có hơn 6 giờ chút xíu mà tối dữ ta. Nè. Đây có kè thứ ba giỡn hoài. Chưa có lên mà. Lên rồi nè. Lên đâu, nó còn sáng nữa. Vậy hả? Màu vàng. À. Đèn nào màu hồng. Cái này nó lên nữa kìa. À, hay. Đèn này đèn tự động ha. Thấy chưa có tự bật lên. Đúng rồi, nó có con chip ở trong á, tới giờ nó bật lên rồi sáng là tới mấy giờ là nó tự tắt. Thơm quá đi. Thiệt là thơm quá đi. Bánh xèo đi. Đường bây giờ đông quá các bạn. Ôi khách luôn thím ơi. Mấy cái mang về luôn em ơi. À, bánh mang về quá đã luôn nè, cho các bạn xem bánh nè. À, ơi ngon quá, ngon thì là ngon quá đi. Này, ông nội đang chuẩn bị gặm xương buổi trưa và buổi chiều. Gặm bao dưa hả? Sở thích đặc biệt của ông nội là gặm xương nha các bạn. Khi các bạn tặng quà cho ông nội có thể tặng 1 ký xương ống tỉ bò kèm theo mấy cái ống hút để mình hút tỉ bên trong á, ngon lắm á. Xí quách bò à, xí quách ngon lắm, con ăn thử chưa? Xí quách là xương rồi sườn này kia mà nó còn thịt với gân trong á, ngon lắm. Ăn dòi luôn. Trời ơi, ăn ở đâu? Ăn ở quê hả? Trên này ở trên này, ở trên này hả?
Thôi để sinh nhật con, chú Duy sẽ tặng cho con một cái nồi lẩu xí quách nha. Ok nè. Một cái sinh nhật thật là đặc biệt. Chú Việt sẽ gói một cái nồi lẩu nó vô một cái hộp thật là to. Cái lòng tốt của chú Việt à. Đúng rồi, chú Việt thương không mà. Nguyên một cái nồi lẩu xí quách, cái bộ ếch đâu. Vậy là cháu kèo lại là sinh nhật tại 7 giờ chiều hả? Chắc chưa? Có thay đổi gì không? Tối nay bàn luận đi, ngày mai thứ bảy còn thay đổi kịp. Không, nhớ chú Việt bận mà. Không, hỏi giùm ta thôi. Chú Việt. Chào. À không, chú Việt không là không mời chú Việt đúng không? Không. Thấy không? Chú Việt nói không, cái nói không. Không có rồi. Không can à, đãi 7 giờ là giờ đó khách đông à. Hả? 7 giờ sáng á. Gì 7 sáng? 7 giờ sáng nữa. Báo cùng 7 giờ tối, 7 giờ tối. Giờ đó 7 giờ tối là cái giờ cao điểm, cực kỳ cao điểm luôn á. Vậy hả? Sao bà nội chọn ngay cái giờ cao điểm ta? Giờ đó là khách đông luôn á, mình full xe, full bàn luôn á. À, mình lo phục vụ thôi. Hay là ông bà nội với thím ba ở nhà rồi chú cháu mình ra nhà hàng ta? Không lẽ bà nội tính vậy ta? Thím ba bữa đó ở nhà hả? Đó. Cái gì? Trời ơi, đã giờ đã. Đâu? Không, bữa đó khách ngồi ở trong bay, xe ở trong này của khách hết trơn luôn. Chú cháu mình chỉ cần một miếng bạc để bên đó thôi. Mình trải cái bạc ra. Nhà hàng ngàn sao? Không có mưa đâu, tháng này không có mưa đâu, yên tâm đi. Ăn cho ngon. Bên đó mình bắt than để mình nướng nha. Sườn heo nè, rồi nướng sườn bò nè, rồi tôm Alaska gì đó, cua hoàng đế gì đó. Trời ơi. Cái đó lúc đó chứ bà nói ai kêu tôi đó, ai kêu tôi đó. Ừ đúng rồi. Bánh xèo đi. Bánh xèo luôn em ơi. Bánh xèo ủng hộ anh đi. Khách mua hai cái mang về luôn kìa thím ơi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quá đỉnh. Nè cái của ông nội cũng ngon nè. Nhưng mà là cái đầu tiên thì không biết như thế nào thôi. Rồi cảm ơn anh nhiều nha anh. Cảm ơn con gái, cảm ơn chị. Đây coi thím ba qua lộ rồi các bạn. Từ từ thôi. Xe quá xe. Bánh xèo đi.
hai chú chéo ấu lòng hai chú cháu hai chú chéo đang giỡn. Sao hà anh cứ nhìn ông nội mà cười hoài ông nội. Không biết là có biết được bí quyết bí kíp gì không, mà biết được điểm yếu của ông nội gì không mà cứ nhìn ông nội cười cười hoài à. Là thấy ông nội sắp tới công chuyện rồi đó. Cái bên kia chính xác hơn cái này đúng không? Thôi nè các bạn. Quá địch. Ồ, quá đẹp. Ê, lấy dĩa đi. Đúng rồi, đúng rồi. Học bị lộn điểm nha. Bây giờ con đi học là quen rồi đúng không? Tại vì hổm gà là cả tuần rồi. Quen giờ là mình hết buồn ngủ á. Đã đỡ rồi phải không? Còn bạn bè là mình đã có bạn thân rồi đúng không? Ok. Hello chị nước mía. Chị ba cái luôn thím ơi, bạch rau ba luôn Nguyên ơi. Không dạ. Lấy vào chí tô. Không biết rau chí tô không? Đúng rồi, rau chí tô còn một cái tên nữa con biết không? Phải không thím ba? Thêm một bình nước mắm nữa Nguyên ơi. Ông nội giao tí tô còn một cái tên nữa đúng không ông nội? Xin lỗi bà con nha, giao tí tô còn giao túi thịt là giao gì? Là riêng hả? Xin lỗi. Không phải, có giao đó mà, có cái lá mà. Nhưng mà ăn được mà, nhưng mà cũng loại là thuộc loại rau. Trời ơi, cãi không à. Có mà phải không chị, có rau đó mà phải không chị? Cái lá thú địch đó. Đúng rồi, mình ăn được mà. Đúng rồi, còn ăn với rau, ăn này kia mình được mà. Lá ơi, đúng rồi, lá mơ, trời ơi, không phải là đi tô, lá mơ. Đúng rồi, cảm ơn chị nha, mấy bạn gái. Lá mơ. Bà chú kia nói là chú gì đã xin lỗi bà con rồi. Tại cũng đang thắc mắc nên hỏi ông nội, tại chú Việt nhớ quen. Tại nè. Chắc chú Việt nhận gạch đá xây biệt thự quá. Chú Việt cũng đang nghi nghi. Ủa? Là đá xây biệt thự là gì? là bị ném đá. Rồi đem về xây nhà luôn. Ai ăn rồi bỏ đó. Bị Ken cắn rồi. Bánh xèo đi. Bánh này thơm rồi nè, cái này thơm nhất nè. Con hả? Con giống mấy chú chạy xe màu vàng mặc áo đỏ buổi chiều chạy ngang đây nè.
À, ý con nói là con vịt gió chính giữa nhìn giống người Ấn Độ á hả? Nhưng mà người Ấn Độ người ta chấm ở chính giữa màu đỏ đỏ là để báo hiệu là người đó đã có gia đình rồi thì phải đó. Thiệt mà, phải không? Xin lỗi bà con, em không biết nữa em đó. Không phải, tại thấy trong TV á, mấy người có gia đình, mấy người lớn lớn á, là hay có cái chấm đỏ này, ở trên cái chén nè. Em là tiếp tục xin lỗi bà con lần hai, em không nói nữa đâu. Lần nữa bị đuổi về luôn. Tại cũng tính hỏi coi mọi người biết không, mà mọi người không biết thì chú gì cũng không biết luôn. Bên sầu đi. Thơm quá, mỗi lần mở cái nắp ra cái khói nó bốc lên. Tôm, thịt, giá, đậu xanh, bột. Nó cùng bay hơi lên một lượt. Thơm nước mũi luôn các bạn. Chú Việt nghĩ cái này sẽ giòn rồi nè. Nó giòn một bên 70% rồi. Chưa giòn hả? Đúng rồi. Quá ngon. Bánh xèo đi. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Tắt hơi ngang vậy. Hết pin rồi. Cái này của ông nội Okina này. Ôi cái này Okina hơn nè. Ôi. Hiếm lắm mới thấy được một cái bánh cơm cháy kho quẹt nghe, lâu lâu mới có một lần nha. Ok, thank you Vinamilk. Rồi, thôi đẹp quá. Ơi, khách luôn quý vị ơi. Đó, trời ơi, hai xe luôn. Ba xe luôn. Đậu bên kia luôn chú ơi. Trời ơi, ba xe luôn, 6 người luôn, 7 người luôn. Bánh xèo đi.
Cái này ok chưa con? Thơm rồi đấy. Thấy chưa thơm? À, khách vừa vào là bắt đầu vơi bánh xèo, hết bánh xèo liền các bạn. Bên kia úp qua là đẹp hơn. Đúng rồi. Đâu con nhìn cái bánh của ông nội ơi. Cái này chưa. Cái này chắc cũng chưa, cái này ông nội mới đổ. Mới bỏ mặt hả? Ok ok à, hỗ trợ đồng đội đi chứ. Dạo ai nói chuyện. À. Ha, ngạch chưa? Bánh xèo luôn em gái ơi. Mấy cái luôn, mấy cái luôn. Một cái mang về luôn thím ơi. Hey, bạn con hả? Cái gì vậy? Chưa thấy con chào chào vậy nè. Cô ăn bánh xèo mối mà. À mối hả? À mối hay mối rồi mối. Hay quá ta. Chú vậy tưởng là bạn. Thì mình thì con cũng phải có bạn thì chú gì tưởng bạn á. Bạn đẻo con bằng tuổi con mà chưa biết lấy theo. Cái gì vậy? Ê, cái này ok nè. Sao con? Đúng rồi, lấy cái dĩa, lấy cái dĩa, lấy cái dĩa đi. Ồ, hay quá ta. Bánh xèo đi. Chắc hai chị em sinh đôi quá hả? Phải không chị? Hello. Trời ơi cưng quá đi. Thiệt là cưng quá đi. Dễ thương quá trời luôn. Đang nói xấu chú Việt này chứ không đậu chứ á. Chú ơi đá hai qua. Hello. Giận luôn rồi. Không anh bán nước đá dễ thương á. Cái nụ cười anh tươi ghê á. Hai Hai ba.
Sao? Diệt ruồi, diệt muỗi. Keo dán chuột á con. Chú đó bán keo dán chuột á. Diệt ruồi, diệt dán, diệt chuột chứ. Đúng không? Bye bye. Bánh xèo đi. Đợi giờ ông rồi. Chú Việt sắp hết pin nè. Chị ăn cơm chưa? Chú Việt ăn cơm rồi, chú Việt mới đi lên đây nè. Trời ơi, ngon quá. Bánh bên này giòn rồi nè con. Có tiền phải không? Có nhiêu tiền dạ? Đâu đâu con đếm tiền chú Việt xem ơi. Biết đếm không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Ôi ôi. Cái gì? Một sắp tiền đô luôn. Đếm kì dạ. Ủa cho đếm kì dạ. Rồi đếm lại rồi. Rồi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi hay quá ta. Ồ. Dành dành. Bó tay luôn. Lấy cân. Chú Việt mà đang đếm ai nói chuyện hoặc là đếm theo là chú Việt sẽ bị quên liền. Còn trong anh hồi nãy là tập trung là không quên luôn nha. Tập trung cao độ. Tập trung cao độ đúng mà. Số giờ này mà chưa có anh em nào lên thay ca cho mình vậy ta. Có lẽ hôm nay mấy anh em đã bận rồi đó mà. Căng không nổi. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo đi. Mình lấy lại tinh thần coi. Đây là đôi bạn thân. Rồi người ta mới là đôi bạn thân. Sao mà chia cách người ta rồi. Hai con tôm nằm chung trong một cái bánh xèo. Giờ này mới có 6:50 thôi các bà con ơi. Thời gian còn rất dài ông nội ơi. Bánh xèo đi. Ai khách luôn này thím ba ơi. Con thấy chú Việt mới là bánh xèo là khách vô liền thấy chưa? Lại hay chưa?
Chém da bánh chứ gì nghe nó thơm mà kìa. Chín rồi. Chú gì đã sai. Chưa giòn. Thôi vậy nước mía chuẩn bị về rồi. Tình hình hôm nay buôn bán nước mía thế nào chị nước mía ơi? Cũng lai rai ha. Còn mát thì quá ok. Trời, nghe thôi cũng căng thẳng mà ha. À, đây là 10.000 khán giả đang nghe lén với ba nói chuyện điện thoại. À, khách mua mặt dời. Nổ đơn. À, nhiêu đó được rồi. Không phải, ok. Bánh xèo đã ok nè, cái đầu ok nè. Chưa. Thấy chưa? Cái này ok rồi. Cãi không? Coi lại đây. Đó. Giòn rồi chưa chín. Ôi giòn rồi mà chưa chín. Chín rồi. Trời ơi. Sao mấy cái chứ mà? Trời. Cừ điểu nữa. Sao? Bao nhiêu cái? Nhiều lắm kìa. Bao nhiêu? Chút xíu mới nói hả? Cái gì vậy ta? Căng thẳng vậy? 6 bánh. Cái việc nghe rõ ràng mà. Là khách lại lấy hay là mang đi? Lấy, khách. À. Ê, cho. Đây, cái bánh ông nội bên này nè con. Ông nội quên luôn rồi. Trừ lương ông nội mới được. Đó, ok. Ôi trời. Một giây nữa thôi. Thôi con kiểm tra bánh bên này của ông nội luôn nha. Coi cái bánh này nè, con ông nội ok chưa? À. Rồi, cái cấp ok thôi. Về lại vị trí cũ. Cô đó gần đây không chứ ba? Cô bán cháo. Cô bán cháo trong chợ này hả? Cháo cho kem với mèo. À. Mối của kem với mèo. À, hồi nãy đi mua cháo là mua cái cô này hả? Trong nhà này có gì là mấy cái cháo cô nội mà tí. Cháo ông nội. Đây là cháo của ông nội bán bánh xèo không ạ? Cho ký sổ đâu. Trời ơi. À, anh dạo này đổ bánh xèo đẹp quá. Bánh xèo đi. Đang ung dung trên trời, hài mây xanh hôm nay xuống chơi. Tiền là đau lòng quá đi, chưa ai lên thay ca cho mình nhưng mà. Giờ này mới có 7 giờ rồi các bạn ơi. Quậy quá quậy luôn. Ui. Ôi nó nổ cao ghê luôn á. Không biết chú Việt ăn ở sao mà nó văng vô chú Việt không luôn á. Này phải về tự kiểm điểm lên mới được. Thôi tao về đây. À. Vậy luôn á hả? Rồi có ai quay được cái cảnh đó không?
À. Hôm qua nó chỉ có 3 điểm đạn. Còn cái này con chưa thấy nè. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.